kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Bản tin hôm nay thứ ba, ngày mùng 5 tháng 4 sẽ mở đầu bằng thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 và một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Tiếp đó là phần tin trong nước quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo thông tin của Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 30 tháng 3 đến 17 giờ ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 668 trường hợp mắc Covid-19. Đến nay toàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận 84.193 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 83.603 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 572 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh thành phố trong nước trở về tỉnh Cao Bằng. Cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 137 trường hợp huyện Bảo Lạc 42 trường hợp, huyện Bảo Lâm 28 trường hợp, huyện Hạ Lang 38 trường hợp, huyện Hà Quảng 41 trường hợp, huyện Hòa An 87 trường hợp, huyện Nguyên Bình 41 trường hợp, huyện Quảng Hòa 103 trường hợp, huyện Thạch An 101 trường hợp, huyện Trung Khánh 50 trường hợp. Hiện có 645 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 11.704 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định có 1.982 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị tại nhà, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tổng số khỏi bệnh là 71.791 người. Số tử vong do COVID-19 lũy kế là 50 người. Đến hết ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022, tỉnh Cao Bằng đã lấy 527.396 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 153.457 mẫu, gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương 916 mẫu, bệnh viện trung ương Thái Nguyên 867 mẫu, tại trung tâm y tế huyện Hòa An là 373 mẫu, còn lại được thực hiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật

Sở Y tế vừa tổ chức lớp tập huấn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hướng dẫn chăm sóc quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ, cho con bú và trẻ sơ sinh cho 91 viên chức y tế. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được chia sẻ các nội dung về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, hướng dẫn theo dõi, xử trí sốc phản vệ sau tiêm vaccine, cách xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng, quy trình chuyển tuyến đối với trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện và chuyển viện khi có phản ứng sau tiêm xảy ra. Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19. Theo thống kê, toàn tỉnh Cao Bằng có trên 70.000 trẻ nằm trong độ tuổi này. Hai loại vaccine sẽ tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna. Hiện ngành y tế đang điều tra, lập danh sách các cháu đang đi học và không đi học để phân loại ra ba nhóm đối tượng. Danh sách trẻ đủ từ 5 tuổi đến dưới 6 tuổi, danh sách trẻ đủ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi, danh sách trẻ đã mắc COVID-19 sẽ thực hiện tiêm tại các điểm tiêm chủng cố định. Chi đoàn văn phòng tỉnh đoàn đã tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của tri đoàn văn phòng tỉnh đoàn đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt lĩnh vực công tác, hoàn thành và vượt 100% các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên. Các phong trào xung kích tình nguyện được tích cực triển khai thực hiện với 24 hoạt động tình nguyện và trên 280 lượt đoàn viên thanh niên tham gia trọng tâm là các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội như vận động các nguồn xã hội hóa, xây dựng hai nhà nhân ái tại huyện Hà Quảng. 100% đoàn viên tri đoàn tham gia đóng góp quỹ phòng chống dịch COVID-19, tích cực vận động nhiều lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong nhiệm kỳ 2022-2024, Ban chấp hành tri đoàn văn phòng tỉnh đoàn tiếp tục phát huy vai trò sung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên. 100% đoàn viên tham gia nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng, của đoàn. Hàng năm, 95% đoàn viên trở lên được xếp loại đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, xây dựng và triển khai tối thiểu 3 công trình thanh niên. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành, bầu trực tiếp bí thư tri đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 và bầu ra đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên. Trong quý 1 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tổng số 3.368 trường hợp vi phạm. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã bố trí hơn 2.000 ca với gần 7.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, dừng đỗ, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm nồng độ cồn. Tức quyền sử dụng giấy phép lái xe 141 trường hợp và xử phạt số tiền hành chính trên 2,8 tỷ đồng riêng từ ngày 1 tháng 3 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 443 trường hợp, phát hiện lập biên bản 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong quý 1, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, 18 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 474 triệu đồng. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải, quá khổ. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc cần quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chứng khoán, bất động sản. Thủ tướng nêu rõ, các bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tập trung để mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA. Việc này trong quý I vừa qua chưa có cải thiện đáng kể. Tiếp tục giả soát, tháo rỡ các khó khăn vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách đầu tư công. Đầu tư công phải dứt khoát, không manh muốn, chia cắt, gian trải, kéo dài là mất thời gian, tăng thủ tục hành chính, giảm hiệu quả đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc tích cực mạnh mẽ hơn về nội dung này cùng với đó chỉ đạo quyết liệt triển khai các chương trình phục hồi nhanh phát triển bền vững theo các nghị quyết của quốc hội và chính phủ tập trung xây dựng các quy hoạch theo luật quy hoạch đồng thời khẩn trương ra soát tổng hợp các vướng mắc ách tắc để báo cáo đầy đủ toàn diện với quốc hội đề xuất sửa đổi bổ sung chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó với những ảnh hưởng tác động bởi xung đột tại ukraine Hoàn ngành Bộ Công an vừa qua đã vào cuộc chủ động mạnh mẽ, Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành cần quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực phát hành trái phiếu, chứng khoán, bất động sản. Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra ngăn chặn phát hiện các vi phạm và vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách để sửa đổi bổ sung. Chiều ngày 4 tháng 4, trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào. Tại các cuộc tiếp, các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viên Trăn, mong muốn lãnh đạo thủ đô Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị để Viên Trăn cùng các địa phương của Lào ngày càng phát triển. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Viên Chăn. Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội và thủ đô Viên Chăn, hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022-2025. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, quy hoạch và quản lý đô thị. Hà Nội công bố sẽ hỗ trợ viên chăn xây dựng trụ sở, sở tư pháp, và Viện Kiểm sát Thủ đô Viên chăn Theo các ngân hàng đầu tư hàng đầu phố Hua, căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới đang leo thang, nhưng các thị trường Đông Nam Á có thể mang lại sự an toàn cho nhà đầu tư, và Việt Nam là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của họ. Trong những tuần gần đây, nhà đầu tư đã phải đối mặt với nhiều quan ngại, từ giá hàng hóa tăng do căng thẳng Nga-Ukraine đến môi trường lãi suất tăng trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng giữ trữ Liên bang Mỹ, tìm cách đối phó với lạm phát. Theo chuyên gia, khu vực Đông Nam Á ít bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị ở châu Âu vì Nga và Ukraine chỉ chiếm chưa đến 1% hoạt động xuất khẩu của khu vực này. Nguy cơ địa chính trị leo thang đã khiến giá hàng hóa giảm dần trong ngắn hạn, từ đó càng củng cố lợi thế của các thị trường xuất khẩu hàng hóa ở ASEAN. Trong đó, các chuyên gia đánh giá cao thị trường Việt Nam, coi Việt Nam là ngôi sao trong những năm vừa qua về khả năng hồi phục và tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới có tốc độ tăng trưởng tích cực trong suốt giai đoạn đại dịch COVID-19. Bộ Y tế cho biết hai loại vaccine là Moderna và Pfizer sẽ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, về liều tiêm mỗi mũi của hai loại vaccine khác nhau, lứa tuổi tiêm cũng có sự khác biệt. Sau đây là những thông tin về hai loại vaccine này. Đối với vaccine Pfizer sử dụng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có hàm lượng là 10 microgram bằng 1 phần 3 hàm lượng so với liều vaccine sử dụng của người từ 12 tuổi trở lên. Vaccine này tiêm bắp. Lịch tiêm hai mũi cách nhau 3 tuần. Vaccine đã dã đông, không được bảo quản trở lại nhiệt độ âm. Đặc biệt, không sử dụng vaccine Pfizer của người lớn để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để tránh nhầm lẫn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Các phản ứng rất thường gặp khi tiêm vaccine Pfizer là đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, kiệt sức, ớn lạnh, sốt, tần suất cao hơn đối với liều thứ hai, sưng tại chỗ tiêm trên 80%, kiệt sức trên 50%, đau đầu trên 30%, tấy đỏ và sưng tại vị trí tiêm trên 20%, đau cơ và ớn lạnh trên 10%. Phản ứng ít gặp là nổi hạch, các phản ứng qua mẫn, phát ban, ngứa, mề đay, phủ mạch giảm cảm giác thèm ăn, mất ngủ. Ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, đau chi, suy nhược, khó chịu, ngứa tại vị trí tiêm. Đối với vaccine Moderna, Bộ Y tế đã phê duyệt tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi tiêm bắp liều tiêm bằng 1 phần 2 liều cơ bản của người lớn, tương đương 0,25ml, giống như tiêm vaccine cho người lớn liều nhắc lại. Tiêm hai mũi cách nhau 4 tuần. Các phản ứng rất thường gặp khi tiêm Moderna là sưng hạch nách ở cùng bên với vị trí tiêm. Một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng, ban đỏ tại vị trí tiêm. Các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản là đau tại vị trí tiêm 98,4%, mệt mỏi 73,1%, đau đầu 62,1%, đau cơ 35,3% ớn lạnh 34,6%, buồn nôn, nôn mửa 29,3%, sưng đau ở nách 27%, sốt 25,7%. Ban đỏ tại vị trí tiêm 24%, sưng tại vị trí tiêm và đau khớp. Phản ứng thường gặp là tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tiêm, phát ban tại vị trí tiêm, phản ứng muộn tại vị trí tiêm. Phản ứng ít gặp là chóng mặt, ngứa tại vị trí tiêm. Phản ứng hiếm gặp là giảm cảm giác, sưng mặt ở người có tiền sử tiêm chất làm dày da. Phản ứng rất hiếm gặp là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Chuyển sang tin quốc tế, mặc dù Đức đã thông báo chấm dứt các biện pháp hạn chế để chống dịch COVID-19 từ ngày 20 tháng 3 và giai đoạn chuyển tiếp 2 tuần để bãi bỏ hoàn toàn các quy định chống dịch cũng đã kết thúc vào ngày 2 tháng 4. Phần lớn người dân vẫn muốn tiếp tục duy trì việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, mua sắm hoặc ở những địa điểm công cộng đông người. Kết quả cuộc thăm dò dư luận ở Đức mới công bố cho biết 63% trong số trên 1.000 người được hỏi vẫn chọn duy trì đeo khẩu trang khi đi siêu thị, mặc dù đây không còn là quy định bắt buộc ở hầu hết các bang. Chỉ 29% số người tham gia khảo sát nói rằng họ không muốn đeo khẩu trang và 8% từ chối trả lời. Bộ trưởng Y tế Đức cũng ủng hộ việc tiếp tục đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà. Ông khẳng định nguy cơ mắc COVID-19 vẫn khá cao, vì thế mọi người không nên chủ quan. Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh rằng mỗi ngày vẫn có từ 200 đến 300 người tử vong do COVID-19, cho thấy mối nguy lớn vẫn đang rình rập. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.